Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì video này mình sẽ tiếp tục nói về ứng dụng có tên là WeSing, giúp anh em có thể là kiếm được rất là nhiều tiền PayPal luôn. Cá nhân của mình đã rút được 60 đô về từ ứng dụng này, nhưng mà cũng trước rồi và nó bị mát đó anh em. Có nghĩa là mình tuyển chỉ giới hạn là 200 người thôi. Còn nếu như anh em tuyển quá 200 người á thì bạn sẽ chẳng được cái gì hết. Đấy. Đây mình rút 3 lần là 60 đô hết. 3 lần 20 đô tổng là 60 đô. Sau khi nhấn vào đường link, anh em sẽ thấy trước mặt hiển thị là 1.99 đô. Có nghĩa là nếu như chúng ta mời được một người thành công thì cá nhân người mời và người được mời sẽ được random một cái số tiền, cao nhất sẽ được là 1.99 đô hoặc thấp nhất là khoảng 0.01. Nhưng mà tỷ lệ mà anh em được 0.01 nó thấp lắm. Cao thì anh em cũng sẽ được 0.5 mấy, 6 mấy gì đó. Lần đầu tiên mình mở thì mình được là 0.86. Tiếp theo anh em sẽ nhấn mũi chữ là download cho mình và bấm chữ copy. Đó. Sau khi copy cái mã code này rồi, anh em sẽ bấm vô start to download. Ở đây thì anh em sẽ chọn hai hình thức để tải app, đó là Google Play hoặc là App Store. App Store thì dành cho iOS nhé, còn Google thì nó dành cho Android. Sau đó chúng ta bắt đầu cài đặt app. Nó đã lên được top 4 tình hành rồi anh em. Sau khi anh em vào ứng dụng và tạo tài khoản bằng một cái Gmail hay là Facebook gì đó, ở đây thì nó sẽ tự động nhập cái mã code vào. Anh em bấm chữ submit là được nhá. Đó, thì đây chúng ta sẽ được random từ hình như là 0.5 đô cho tới là 1.99 đô. Ở đây mình đã được random là 0.79 đô. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vô cái chữ là view price. Rồi nó đã chuyển qua một cái giao diện mà chúng ta có thể đi mời bạn bè nè. Ở đây nó nói nè, bạn có thể nhận được là 1.99 đô cho mỗi lượt giới thiệu được một bạn bè. Ở đây là sao? Không phải là anh em mời một người là anh em được 1.99 đô đâu, mà là cao nhất thôi. Ở đây nó sẽ random nha anh em. Đó, ở đây mình sẽ bấm vào invite nè. Đó, bây giờ mình sẽ copy cái link này. Đó, bạn bè nhấn vô đường link và tạo tài khoản á, xong rồi đăng nhập app, nhập cái mã của mình. Rồi thì không hiểu tại sao bây giờ khi mà mình xóa đi tải lại á, nó thành cái chữ toàn tiếng Trung thôi, mà mặc kệ nó. Chúng ta quan tâm đến cái phần là thứ ba là anh em sẽ thấy cái chữ là invite friend đúng không? Ở đây thì mình đang fetch IP qua Indonesia bằng hai ứng dụng có tên là Indonesia VPN và Open VPN cho Android. Nên mình vào cái phần thông báo này, anh em sẽ thấy chữ là invite friend. Anh em lưu ý là phải fetch IP thì anh em mới lấy được mã rep. Còn cái thứ ba là ở đây chúng ta mẹ toán tiếng tàu thôi, nhưng mà chúng ta quan tâm đến cái phần đô này, anh em thấy không? Nhấn vô. Và do nó có giới hạn lượng người tuyển rep, mỗi acc anh em chỉ tuyển được 200 rep thôi. Và nếu anh em tuyển thêm anh em sẽ không được cái gì hết đâu. Ở đây thì mình đã tuyển mát rồi, mát lâu lắm rồi và mình đã rút 60 đô về. Nè, tổng rút là 60, về là 60. Bây giờ mình có tuyển thêm nó cũng chẳng được cái gì. Đó. Chúng ta cùng đọc qua cái quy tắc mà để anh em nhận cái giải thưởng từ ứng dụng này. Đầu tiên là anh em sẽ mời bạn bè của bạn đăng ký trên WeSing. Cả hai bạn đều có thể giành được một số tiền thưởng ngẫu nhiên từ 0.01 đô cho tới là 1.99 đô. Đấy, cũng mình đã thấy vài rep được 1.99 đô rồi, cũng khá là ngon. Khi anh em đủ 1.99 đô chúng ta có thể rút được rồi nhá. Giải thưởng tiền mặt có thể được rút về tài khoản PayPal đã xác minh của bạn và được sử dụng để mua quà tặng. Việc rút tiền được yêu cầu sẽ được xử lý vào ngày hôm sau trong quá trình hoạt động thử nghiệm của chương trình này. Một người dùng có thể mời tối đa 200 người bạn. Sẽ không có giải thưởng khi nó đạt đến giới hạn, nghĩa là nếu chúng ta mời quá 200 người chúng ta sẽ không được nhận nữa. Người được mời trong sự kiện này phải là người dùng mới chưa đăng ký trên WeSing. Một thiết bị chỉ có thể có một tài khoản tương ứng. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận nào này, bla bla sẽ bị khóa tài khoản. Thì ở đây á, nhiều anh em cheat tiền vẫn về, nhưng mà anh em phải cheat làm sao ở trên nhiều device khác nhau. Đấy. Anh nếu anh em mà cheat ở trên cùng một máy, cái thứ nhất là nó đâu có cho anh em nhập cái mã giới thiệu đâu. Hoặc là khi mà anh em cheat trên máy khác nhưng mà vẫn bị phát hiện, anh em nhập mã vẫn được nhưng lại không rút tiền được, hay là rút tiền nó không về, bị phát hiện gì đó, bị khóa tài khoản. Đó. Nhiều trường hợp xảy ra lắm. Tại vì anh em đã cheat rồi nên mình phải chấp nhận cái rủi ro. Sự kiện này chỉ có giá trị cho người dùng ở Thái Lan, Indo và Malay. Nên khi mà anh em chơi á, đầu tiên thì đương nhiên là mới tải app về, nhập mã giới thiệu anh em được đô luôn. Lúc đó chúng ta chưa fake IP đúng không? Không sao cả. Nhưng mà khi mà anh em thoát app ra vô lại, anh em sẽ không tìm được cái sự kiện của nó nữa. Và anh em cũng không vô rút tiền được.
Vậy thì ở đây chúng ta phải làm sao? Chúng ta sẽ cần một cái ứng dụng để anh em fake IP qua Thái Lan, Indo hay là Malaysia nhé. WeSync bảo lưu quyền giải thích cuối cùng để điều chỉnh thời gian và quy tắc của sự kiện. Là mọi quyết định cuối cùng á, WeSync nó sẽ tự xử lý và bạn không thể ý kiến được. Cái khó nhất ở đây là làm sao anh em liên kết được cái tài khoản PayPal này vào. Cái tài khoản PayPal của bạn phải add một cái Visa hay là Mastercard gì đó. Sau khi thêm vào rồi, bạn phải verify cái Visa hoặc là cái Mastercard đó thì anh em mới liên kết thành công vào cái ứng dụng này. Rồi, ở đây mình đã tắt cái VPN nhá, mình không fake IP nữa. Và mình vào cái thông báo, anh em sẽ không thấy cái sự kiện đó nữa, đúng không? Đó, chúng ta không còn thấy cái chữ là invite nữa. Và bên phần rút tiền, anh em nếu vào rút này, mình bấm vào rút, đó, nó sẽ kêu là cái function này nó không có ở cái quốc gia này. Nếu anh em muốn á, thì anh em phải fake IP của Indonesia. Mình sẽ bật lên. Nhiều anh em inbox mình hỏi mình rất là nhiều về cái vụ rút tiền này. Có nghĩa là anh em fake IP không đúng nước, hoặc là anh em dùng một cái ứng dụng nào đó mà fake IP nó không thành công. Đó, thì bạn hãy xem lại cái ứng dụng mà bạn sử dụng nhá. Rồi mình vào lại này. Đó, thì anh em thấy là chữ invite chưa? Qua đây, vào lại khu rút tiền. Đó, đã thấy tiền chưa? Còn góc phải trên cùng là các cái rep mà bạn này. Có rep thì được 0.55 này. Đấy, có rep được 0.1, 0.4 mấy. Và mỗi lần rút, min rút của nó chỉ là 1.99 đô thôi. Có nghĩa là sau khi anh em mà tải app về, anh em đã được random một lần đô rồi. Anh em mở được 1-2 rep nữa thì anh em đã được rút. Nó rất là nhanh luôn, đúng không anh em? Được rồi, video này mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.